Hello, có nghe rõ không? Hello. Ok, nice. How are you? I'm Ok, very good. Ok, buổi trước thầy có giao bài tập về nhà không nhỉ? Dạ không. Thầy giáo bài tập không ở thầy. Ok, bài tập hôm đầu thầy giao là gì nhỉ? Con đã Và tìm sắp xong thiệt. năm từ đó chưa? Dạ rồi. Ok, giờ đọc lên cho thầy nghe những từ đó là những từ gì nào. Box. Ok. S-O-P. Box. Box. B-O-X. B-O-S. Ok, đấy là thứ tự sắp xếp của từ gì nhỉ? Box. Được chưa nào? Box. Tiếp theo nào. Under. Ok, under. 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 Ok. Gì nữa con nhỉ? Mouse. Ok, mouse. Mouse. Rồi, rất tốt. Tiếp nào. Nose. 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 Rồi, rất tốt. Từ cuối cùng là từ gì nhỉ? Laptop. Ok, laptop. Laptop. Rồi, rất tốt. Ok, làm bài khá là tốt. Ok, thế ngoài ra còn có bài tập gì nữa không nhỉ? No. Ok, rồi, rất tốt. Ok, chúng ta sẽ vào bài ngày hôm nay được chưa nào? Okay. Ok. Answer the questions. Write your names in the circle. Yêu cầu của đọc bài là gì con nhỉ? Yêu cầu của đọc bài là gì nhỉ? Answer the questions. Không có hiểu không? Không có hiểu không nào? Answer the questions là trả lời câu hỏi được chưa nào? Rồi, write your names in the circle. Tức là viết lại cái tên vào trong cái vòng tròn này được chưa Không nào? cho. Ok. Rồi, ở đây chúng ta có bốn câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên, what's your name? My name What's your friend's name? What's name is Đức. Okay, what's your grandmother's name? Bà ngoài tên là Ok. bà núi, bà núi. What's a good name for a cat or dog? What's a good name for a cat or a dog? Những cái tên nào thì nó rất là hay dành cho những con thú cưng, ví dụ như là mèo hay là chó nhỉ? Tên là gì nhỉ? Theo con nghĩ thì sẽ tên là gì nhỉ? Moon. Ok, Moon. Moon thì con sẽ dành cho con vật nào? Dog. Ok, for dog is Moon. And for cat?
Forecast is milk. Milk. Okay, very good. Okay, this is a example. My name is Tracy. My friend's name is Jenny. My grandmother is Kate. And a good name for a cat or dog is Smile. Smile. Okay, so we move to the next part is listen and write the names and numbers. Yêu cầu của đầu bài là gì con nhỉ? Và biết tên và số. Listen là gì nhỉ? Nghe. Ok, mình sẽ nghe này, sau đó mình sẽ viết lại tên cũng như là con số được chưa nào? Ok. Ok, chúng ta sẽ nghe 3 lần được chưa nào? Ok. Hey. Are you ready? Are you ready? Okay, now let's start. 3E. What's your name? Listen and write. 1. Mom, can you help me? Okay. Can you tell me Mary's family name? Yes, it's Dorr. D O O R. D O O R. Thanks. 2. And what's the number of Mary's house? 17. She lives at number 17. Oh, yes. 3. And what's the name of the street? You know that. It's Lime Street. Do you spell that L-I-M-E? That's right. L-I-M-E. Great. Thanks, Mom. Ok, chúng ta nghe lại một lần nữa được chưa nào? Okay. 3E. What's your name? Listen and write. 1. Mom, can you help me? Okay. Can you tell me Mary's family name? Yes, it's Dorr. D O O R. D O O R. Thanks. 2. And what's the number of Mary's house? 17. She lives at number 17. Oh, yes. 3. And what's the name of the street? You know that. It's Lime Street. Do you spell that L I M E? That's right. L I M E. Great. Thanks, Mom. Okay. Rồi, chúng ta đã nghe xong phần nghe được chưa nào? Rồi, bây giờ cho thầy xin đáp án nào. Number one. Door. Door. Now spell it. D-O-O-R. Okay. D-O-O-R. Correct. Now number two. What is the number? 17. 17. 17 or 70. 17.
17. Okay, very good. Ready? 17. And number 3. What is the name of the street? La. Okay, now spell it. L-I-M-E. L-I-M-E. Lime Street. Okay, very good. Okay, you are correct. Rồi, rất là tốt. Chúc mừng con đã làm rất là tốt bài tập phần E. Đã nghe và trả lời đúng 3 câu hỏi được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua phần tiếp theo nào. Okay, it's your friend's birthday. Write your friend's name and address. Yêu cầu của đồ bài là gì con nhỉ? It's your friend's birthday. It's your friend's birthday. Là gì con nhỉ? Đó là bữa tiệc. Đó là bữa tiệc sinh nhật của bạn. Ok, của bạn mình được chưa nào? Rồi, write your friend's name and address. Ghi tên bạn và địa chỉ. Ok, rồi, bây giờ con hãy ghi nào. Ở đây chúng ta có ví dụ này. Có J.C. Porter là gì nhỉ? J.C. Porter. Là thư. Ok, J.C. Porter là tên riêng này. 294 Lemon Street. London. Đây chính là gì nhỉ? Anh có cái này ở kho đây. Lemon Street, London. Đây là địa chỉ được chưa nào? Địa chỉ. Ok, bây giờ con hãy ghi lại như vậy, giống như thế này được chưa nào? Sau đó đọc cho thầy được chưa nào? Ok, now start. Okay, very good. Now speak it to me. Talk to me. Okay, nói nào. Con đọc cho thầy nghe nào. His name is Đức. Your address is 17 Trần Phú Street. Okay, very good. Rồi, rất là tốt. Okay, vậy chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo được chưa nào? Okay. Okay, find a name from A in these sentences. What does it mean? Nghĩa là gì con nhỉ? Yêu cầu của đồ bài là gì nhỉ?
Yêu cầu của đầu bài là gì con nhỉ? Con có biết không? No. Ok, yêu cầu của đầu bài là tìm những cái tên ở trong tìm những tên của đoạn A để ở trong các cái câu này được chưa nào? Tức là mình sẽ tìm các cái tên riêng ở trong này mà nó sẽ viết rất là liền nhau chứ. Tức là ok, thầy sẽ cho con xem một ví dụ này. Ví dụ như ở câu số 1 này thì đây ví tên là gì nhỉ? Bạn này tên là gì nhỉ? Tom. Ok. Rồi, vậy thì con sẽ tìm cho thầy các cái tên riêng còn lại ở trong các cái câu này được chưa nào? Ok. Ok. We have 5 sentences and time for you to find the names from the sentences in 5 minutes. Now, let's start. Hãy
Have you finished? Dạ em có một từ thôi thầy. Ok, cố gắng nào. Ok, cố gắng nào. Ok. Ok. Number two, what's the name? Kit. Đọc lên cho thầy nào. Kit. Cat. Con đánh vần lên nào. K-E-T. K-E-T. Cat. Rồi, tên gì nữa không nào? Còn nữa không? No. Ok, câu số 3 nào. Dad. Dan. D-A-N. Yes. Ok. Câu số 3 còn thêm nữa nào nữa không? No. Ok, number 4. May. May. M-A-Y. Why? Okay, number 5. An. A double N. Okay, yes. And number 6. Pat. Pat. P-A-T. Yes. Ok, con có thay đổi gì không nào? No. Ok, now let's check your answer. Ok, number 2, this Tony. Is Tony. Tony. Ok, rồi. Number 3, this is Dan. Rồi, rất tốt. Number 4, this is May. Number 5, Zidi. An. And number 6, Zidi. Pat. Rồi, rất tốt. Con đã làm đúng được trên tổng số là 4 trên tổng số 5 câu được chưa nào? Có câu số 2 này thì hơi khó một chút được chưa nào? Ok, có câu hỏi gì nào? Ok. Câu số 2 này thì nó hơi khó một chút tại vì các từ ở đây nó khá là cách rời nhau được chưa nào? Ok. Rồi, ở đây chúng ta nhìn thấy có chữ T-O-N-Y, Tony. Rồi, khá là tốt. Ok, có thắc mắc gì không nào? No. Ok, so now we turn to the next part. Chúng ta sẽ chuyển vào phần tiếp theo được chưa nào? Ok. Ok. Play the game. Name's Bingo.
Ok, chúng ta sẽ chơi một trò chơi tên là Bingo. Được chưa nào? Bingo. Ok. Ok, cái trò chơi bingo này nó đang bị lỗi một chút. Chờ thầy một xíu nha nào. Ok, chờ thầy một chút nha, để thầy xem nó bị lỗi cái gì rồi chưa nào. Ok, thì hiện tại cái bài này nó đang có một chút vấn đề về lỗi cho nên là thầy sẽ không mở được. Thì vậy thì chúng ta hôm nay sẽ chuyển qua bài tiếp theo được chưa nào? Và sau khi thầy báo xong là đã sửa lại trò chơi bingo này thì chúng ta sẽ chơi lại được chưa nào? Chúng ta sẽ chơi trò chơi đó được chưa nào? Ok. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ đến Unit 4, Red, Blue and Yellow. Là gì con nhỉ? Dạ, màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Ok, màu xanh là xanh gì nhỉ? Xanh lục. Ok, xanh da trời được chưa nào? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đọc các cái màu sắc này thế nào. Okay, so which colors can you see? Con có thể nhìn thấy những cái màu sắc nào nhỉ? Black. Black. Red. Black. Black. Okay, now egg. Egg. Black. 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 Nào âm k, k. Black. Black. Rồi, rất tốt. Tiếp nào. White. 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 Ok, ở đây chúng ta có blue. Blue. Tiếp nào. Red. Ok, white. Red. Và cuối cùng là màu gì nhỉ? Yellow. Ok, yellow. Ok, ở đây chúng ta hiện tại đang có 5 màu này là black, blue, white, red and yellow. Rồi, chúng ta có màu đen, màu trắng, màu xanh da trời hoặc là màu xanh dương, màu đỏ và màu vàng như thế nào? Okay. Ok, bây giờ thì mình sẽ trộn các cái màu đó lại với nhau, được chưa nào? Nào, ok chưa nào? Rồi ở đây chúng ta sẽ
trộn các cái màu sắc này lại với nhau được chưa nào? Được. Rồi, màu số 1 này, màu số 1 sẽ là màu giữa, màu xanh dương blue với lại red. Khi hai màu này trộn vào với nhau thì sẽ ra màu gì con nhỉ? Orange. Orange. Ok, sẽ ra là purple. Ok, giữa màu xanh dương trộn với màu đỏ thì sẽ ra màu, màu gì con nhỉ? Purple là màu gì con nhỉ? Màu tím. Ok, tiếp theo này, white and black. Màu đen mà trộn với lại màu trắng thì sẽ ra màu gì nhỉ? Màu gì con nhỉ? Màu gì nhỉ? Green. Màu trắng với màu đen mà trộn với nhau thì sẽ ra màu gì con nhỉ? Màu gì nhỉ? Màu gì? Con biết không nào? Ok, sẽ ra là gray. Gray là màu gì nhỉ? Là màu xám. Ok, màu trắng và màu đen khi trộn cùng với nhau sẽ ra màu xám được chưa nào? Ok, tiếp theo này. Blue and yellow. Green. Ok, đó chính là green. Rồi, màu xanh. Xanh gì nhỉ? Lá. Ok, màu xanh lá được chưa nào? Rồi, yellow and red. Orange. Ok, orange. 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 Ok, rất tốt. And red and white. Pink. Ok, dưới đi. Pink. Pink. Ok, pink. Pink. Rồi, rất tốt. Ok, choose 5 colors from the palette. Write the colors in the notebook, adding 3 and 4 things that color. Ok, yêu cầu của đáp bài là như thế này. Chúng ta sẽ chọn ra 5 màu, được chưa nào, trong cái bảng màu vừa nãy. Sau đó chúng ta sẽ viết các cái màu đó lại vào sách của mình. Và với mỗi một cái màu sắc đó thì mình sẽ tìm 3 hoặc là 4 đồ vật mà có màu sắc như vậy, được chưa nào? Với mỗi màu sắc thì... Ok chưa nào? Ở đây chúng ta có ví dụ là red là màu đỏ này. Chúng ta thấy màu đỏ ở đây có flowers là lá cờ này. Tiếp theo là tomato là quả cà chua này. Còn dưa hấu là gì con nhỉ? Watermelon. Ok, watermelon là dưa hấu. Đó thì con sẽ chọn cho thầy 3 cái đồ vật với lại 5 cái màu sắc mà con chọn ở trong cái bảng này được chưa nào? Ok. Ok, ở đây chúng ta có cái bảng có các cái màu sắc như thế này được chưa nào? Các màu sắc từ 1 đến 5 này, hoặc là chọn một trong các màu sắc này được chưa nào? Ok, ghi lại 5 màu sắc và sau đó thì tìm cho thầy được chưa nào? Thời gian sẽ cho con là 5 phút để tìm được chưa nào? Okay. Now let's start. Y là nắm từ này à thầy? Ok, con chọn 5 cái màu sắc ở trong này được chưa nào? Ok. Rồi, sau đó con tìm 3 đồ vật
với mỗi năm màu sắc đó được, với mỗi màu sắc được chưa nào? Ok. Thầy ơi, thầy Minh bảo ơi, à, con chào chuột đi. Hello, con nghe thấy nó không? Dạ nghe. Ok, làm bài nhanh nào. Làm bài gì? Cái gì thật đấy? Xong chưa nào? No. Hết 5 phút rồi nào. Hết 5 phút rồi nào. Nhanh nào con. Màu này là màu gì con nhỉ? Màu xanh. Ok, màu xanh gì nhỉ? Da trời. Ok, màu xanh da trời. Đây chúng ta có các màu, à chúng ta có các thứ, các vật mà có màu xanh da trời hoặc là xanh dương.
Đầu tiên đây là gì con nhỉ? Sea. Ok, sea hoặc là ocean. Sea, sea là biển, được chưa nào? Còn ocean là đại dương, được chưa nào? Rồi, tiếp theo nào, đến quả này là quả gì nhỉ? Blueberry. Ok, blueberry là quả gì nhỉ? Trái gì đấy con nhỉ? Trái gì nhỉ? Trái, trái việt quất được chưa nào? Trái việt quất thì có màu xanh dương. Ok, và cuối cùng là gì nhỉ? Ice. Ok, ice. Rồi. Ok, đó là ví dụ của thầy. Bây giờ cho thầy các màu sắc của con nào. Cho thầy màu sắc của con nào. Có chọn những màu sắc nào nhỉ? Green. Ok, green. Rồi, green thì có những cái vật gì mà có màu xanh lá cây nhỉ? Là cái gì nhỉ con nhỉ? Cỏ. Ok, grass. Grass. Rồi, tiếp nào. Con đang đeo ở trên tai màu gì nhỉ? Là cây. Ok, đây là gì nhỉ? Careful. Ok, đây là earphone. Được chưa nào? Đây là earphone. Đây là tai nghe chụp. Earphone. Được chưa nào? Earphone. Còn earphone. Ok, còn headphone là cái tai nghe nhỏ nhỏ mà con nghe buổi trước, được chưa nào? Ok. Rồi, tiếp nào. Một vật nữa thôi nào, một vật nữa thôi nào. Table. Ok. Table. Rồi. Đó, đấy là với màu green, được chưa nào? Ok, còn bốn màu còn lại con vẫn chưa nghĩ ra đúng không nào? Yes. Ok, vậy thì bốn màu còn lại sẽ là bài tập về nhà của con ngày hôm nay, được chưa nào? Ok. Rồi. Vậy thì về nhà nhớ làm bài tập thầy giao, được chưa nào? Ok. Ok, có câu hỏi gì cho thầy không nào? No. Ok, vậy không có câu hỏi gì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc ở đây, được chưa nào? Goodbye. Ok. Bye.